Một công ty Trung Quốc hôm 3 tháng 8 đã trình làng một chiếc xe buýt được thiết kế đặc biệt ở tỉnh Hà Bắc. Xe buýt này chạy với tốc độ thấp và các phương tiện giao thông khác vẫn có thể di chuyển bên dưới nó. Theo Tân Hoa Xã, xe buýt này dài 22 mét, rộng 7,8 mét, cao 4,8 mét và có thể chở tới 300 người. Xe có 18 chỗ ngồi được bố trí dọc hai bên, hai ghế tròn ở giữa và khoảng không rộng để đứng với sức chứa lên tới 300 người. Xe buýt di chuyển trên cao này được thiết kế để cho phép các phương tiện giao thông thấp hơn 2 mét có thể di chuyển bên dưới. Một chiếc xe hoàn thiện có thể chở 1.200 hành khách và đạt tốc độ 60 km/h.